Đây là một câu hỏi rất là hay của Biết Trâm, không phải một mình Biết Trâm hỏi đâu mà tất cả các khách hàng bị nấm tóc họ đều hỏi. Bệnh nấm tóc có lây từ người này sang người khác. Điều thứ nhất là nếu như mà bạn bị nấm tóc mà bạn ở nhà sử dụng gội đầu xong lau bằng cái khăn, xong đó thì những vi khuẩn nấm của bạn lan sang khăn và người khác lại sử dụng cái khăn ẩm đang có vi khuẩn nó lau thì chắc chắn là bị lây. Và con gái của bác sĩ thì cũng đã bị lây rồi và phải điều trị, nên là bác sĩ tìm ra được cái nguyên nhân gây lây nấm tóc đó, đúng không? Ngoài ra nếu như bạn đội chung mũ, bạn nằm chung gối đó, hoặc bạn dùng chung khăn thì đều có thể lây lan nấm. Và không những lây từ người này sang người khác thì lây từ vùng cơ thể này sang vùng cơ thể khác. Ví dụ lây từ trên đầu xuống dưới mặt, xuống dưới cổ, xuống dưới cơ thể và đặc biệt có thể lây ở vùng phần phụ. Chính vì vậy một khách hàng mà bị nấm rồi á thì cần phải sử dụng các cái đồ dụng cụ riêng và đặc biệt là lên chống lây lan cho người khác. Rồi điều trị nấm triệt để trong gia đình của bạn sẽ không bị lây và người thân của bạn sẽ không nhiễm nấm giống như bạn.